Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì công ty Cờ Bạc Bịp phải làm một cái video để giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Đó, đây, khi bạn chơi thì bạn nhìn bài như bài ngược luôn nếu đeo kính áp tròng. Thì đây, đây là cái kính Mỹ 9D này. Mình giới thiệu các bạn, đây là cái sản phẩm mới nhất bây giờ hiện nay luôn. Đấy, kính Mỹ 9D được công ty nhà mình nhập khẩu phân phối trực tiếp ở Việt Nam. Bên trong cái kính nó sẽ có bao gồm một cây đeo và một cái kính bộ mắt len. Mình sẽ lấy ra các bạn xem này. Khi chơi các bạn đeo cái kính này vào trong mắt là bạn nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem nhìn thế nào nhé. Đây, cách đeo nó rất đơn giản thôi. Các bạn lấy ra, các bạn cho lên cái cây đeo này, đeo như một kính áp tròng bình thường. Đấy, lấy lên các bạn xem này. Nó rất là mềm luôn. Đấy, nó được làm từ silicon lụa siêu mềm luôn, đeo êm mắt. Đấy, ưu điểm là đeo êm mắt này, không đau mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét hơn so với những cái kính trước kia. Đấy, ưu điểm của kính Mỹ 9D này. Thì nhìn bài nó sẽ như thế nào? Thì đây, đây là cái kính thử, thì mình sẽ đeo cái mắt camera cho bạn xem nhé. Khi đeo kính sẽ nhìn bài thì như thế nào? Tất nhiên là đeo kính thì nó sẽ không được rõ nét bằng cái mắt khi các bạn đeo trực tiếp bằng cái kính Mỹ 9D là đây. Mình cho kính thử này vào. Đấy, bạn nhìn thấy chưa, con cà này nhìn thấy rất là rõ nét rồi, con cà này. Đấy, Q này, G này, 10 này, 9 này, con 9 thì nó lại móc chìa khóa nhé. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, bạn nhìn rõ nét chưa, 5 này, 4 này, 3, 2, áp. Với cái bài này thì là các bạn nhìn thấy, con nhìn thấy là chất, cả như con này là con chất, con ca cơ này. Đấy, con ca cơ này. Đấy, Q cơ này, G cơ này, 10 cơ này. Đấy, đây mình sẽ cho bạn xem cái con rô thì nó làm ở bên này. Đây, con 4 rô này. Đấy, và đây là con 7 cơ này. Đấy, con này là con chuồn ở đây này, con di chuồn này, hay còn gọi là con tép này. À, nhá, đánh dấu ở trên này. Đấy, để cách phân biệt con cơ thì đánh dấu ở đây. Đấy, khi mà bỏ bài ra này, khi bỏ bài ra nó như bình thường này. Đấy, thì khi các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa là các bạn chơi áp dụng cái môn bài gì cũng được. Thì với cái sản phẩm này các bạn lưu ý cho mình là phải đi kèm với bài nhé. Bài bây giờ mình phân phối thì mới chơi được nhá, chứ bài bình thường là không thể nhìn được. Bài nó được xử lý có công nghệ thì mới nhìn được. Với cái mẫu bài thì tất cả các vùng miền địa phương nào ở Việt Nam mình chơi bài gì nhà mình đều có. Đấy, nhưng phổ thông nhất thì vẫn cái bài 2021 này, gọi là Đức BK 2021. Đấy, mà bài rất phổ thông, bài mình làm rất là cứng, giống hệt 100% bài quán luôn. Và bài trắng như này, nó 2019, rồng đỏ rồng vàng. Đấy, rất nhiều vùng miền chơi rồng đỏ rồng vàng, anh em có thể alo trực tiếp lấy bao nhiêu cũng có nhá. Với bài thì mình phân phối thì đại lý lớn nên lấy bao nhiêu cũng có. Còn các bạn ở nước ngoài thì có thể dùng những cái bài nhựa này. Đấy, bài nhựa Royal này, bài nhựa Royal nha. Các bạn ở xa như nước ngoài có thể tập làm riêng, nhưng mà số tiền là làm riêng sẽ lớn này, cho nên là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để đặt hàng. Đấy, đây là bài sẹt quạt này. Một số anh em ở miền Tây thì dùng bài đô la trắng, đô la vàng này. Đấy, rất là nhiều mẫu bài anh em lựa chọn. Và mẫu kính như mình có rất nhiều mẫu, ngoài kính Mỹ 9D thì xuyên bài này thì bên mình còn cái kính Mỹ hộp gỗ như này nữa. Đấy, do cái diện tích cái bàn nó hơi hẹp mình không được trưng bày ra được. Nói về cái bên nhà mình, công ty là phân phối là một cái công ty lớn ở Việt Nam về cái đồ này, cho nên các bạn mua hàng đó, đây là kính nhôm của Nhật này. Đấy, các bạn đến những công ty lớn, cơ sở cửa hàng lớn, các bạn sẽ được giảm giá nhiều và lấy được cái hàng uy tín chất lượng để bảo hành. Tất cả kính Mỹ 9D này mình sẽ bảo hành lại trong 1 năm các bạn chơi. Đấy, để các bạn yên tâm về chất lượng và giá cả nhé. Cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái công nghệ đánh bài mã vạch, một trong những công nghệ đỉnh cao môn bài bịp. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam lại làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới ra mắt của hãng. Đấy, như là dòng sản phẩm mới nhất của hãng này. Đầu tiên là máy đánh bài CAC 700 này, CVK 900 này, CVK 680S và một con máy đánh bài ngụy trang trên nền Samsung kia, cái vỏ hộp hồng kia. Thì sau đây sẽ đi vào
test cho bạn chi tiết từng dòng máy một. Đầu tiên là con CAC700. Đấy, vỏ hộp này rất đẹp luôn. Đây, đây là máy của nó. Cái này thì bên trong là chứa là ẩn chứa là 12 camera hỗ trợ tất cả các môn bài Việt Nam. Ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn, trong miền Nam chơi bài cào này, bình Ấn Độ, bình sập sám, G5 lá và bình hữu. Cái phần cứng thì làm giống như một chiếc iPhone 8 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này nghe gọi nhắn tin bình thường nhá. Đấy, tôi sẽ vào môn chơi tôi kết cho các bạn xem này. Đây, môn chơi là ở bên trong này. Đấy, phải có mật khẩu nó mới vào được nhá. Đây trò chơi này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng. Một trong môn bài rất là phổ biến luôn. Tôi để 4 người chơi. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất cho nó nhanh. Thì khi chơi á là các bạn đeo cái tai nghe vào Bluetooth không dây siêu nhỏ này nhá. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth này. Nó sẽ báo kết quả vào tai cho các bạn. Bây giờ tôi đang để ra ngoài. Đây, đặt ra này. Đấy, cắt đi này. Đấy. Báo rất là nhanh luôn. 4 người chơi, 1-3-1. Chắc chắn là một lớn nhất rồi. Đấy. Liêng luôn. Đấy, là liêng luôn này. Đấy. Những nào còn lại này. Không có gì luôn. Đấy. Máy báo một là một liêng luôn đấy. Máy báo siêu nhanh, siêu chuẩn xác. Trong quá trình chơi là các bạn để tăng giảm được số người chơi nhá. Bằng lưu âm lượng các bạn bấm lên nó sẽ lên. Ví dụ có người vào hay người ra. Thế bây giờ sẽ chuyển sang môn tiếp theo là môn bài cào. Bài cào miền Nam. Đây, môn chơi này, rất nhiều môn chơi này. Tôi vẫn để một báo một nhà lớn nhất nhé. Các bạn có thể để báo nhiều nhà, có thể là hai nhà hoặc tất cả, có bao nhiêu người trên bàn nó sẽ báo tất. Tôi sẽ chuyển một bài cào này. Để báo hai. Đấy. Đấy, nhìn hai máy 1, 2, 2 là 7 điểm lớn nhất. Đấy, báo là cực chuẩn xác luôn, những nhà lại thấp hơn. Đấy. Đấy, trong quá trình chơi các bạn muốn tăng giảm số người chơi các bạn bấm tăng người đây, bấm luôn lượng này. Đấy. Test thêm cho các bạn là môn cái bài môn bài ở trong miền Nam, đó là môn bài bình Ấn Độ. Hay còn gọi là ba cây đôi. Tôi sẽ để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy, một bình Ấn Độ nhé. Để ngang dọc bài quan trọng này. Đấy, báo 1 thì là một lớn nhất. Đây, môn bình sáu lá các bạn nhìn này. Chuẩn chưa? Máy báo chuẩn xác 100% luôn. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn cái máy bài CVK900. Sẽ bỏ cái máy này đi. CVK900 đây. Đây, con máy bài để ngụy trang trên một con iPhone 13 rất là đẹp luôn. Đấy. Tôi sẽ cho vào con test cho bạn một liêng luôn này. Đấy, máy rất là đẹp. Đấy, tôi sẽ test liêng này. Các bạn nhìn thấy máy rất đẹp luôn này, iPhone 13. Đấy. Máy
ba ba chắc là ba lớn nhất rồi. Đấy, 9 điểm này. Bạn nhìn là 9 điểm này. Đấy. Đây một liều nhá. Đấy, cái này thì tăng giảm số người chơi như bình thường. Máy đặt đã báo rất nhanh. Cắt đi là báo rất là nhanh. Đấy là máy CVK 900. Đấy, có cho bạn xem lại. Tiếp theo là con CVK 680. Đây, con này thì được nguyên trang trên một lề một chiếc iPhone 8, cũng trên lề một chiếc iPhone 8, rất là đẹp luôn. Tôi sẽ test cho bạn xem này. Tất cả các máy nó sẽ có mã khác nhau nha, cho nên là không phải ai cầm vào máy mình có thể biết được các môn chơi như nào. Cái này phải đánh 3 cây liêng sản phẩm đủ hết. Tôi để 5 người chơi và báo hai nhà lớn nhất môn liêng đi. Đấy. Đấy, các bạn tăng giảm môn chơi luôn được này. Đây, đặt bài đây. Ngang dọc bài quan trọng, đặt là báo luôn. Đây. 3 2. 6 người chơi này, mẹ báo 3. À, số người chơi là 5 này, mẹ báo 3 2. Đấy. 3 2 1 2 3. Đấy. 7 này. Đấy, đợi như vậy. Đấy, những nhà còn lại thấp hơn. Đây là thấp. Máy báo là chuẩn xác 100%. Đánh tiếp cho bạn đây bạn, nếu các bạn giảm người chơi này. Đấy. Bấm vào đây này. Đấy, 3 người chơi. 2 người chơi được, báo hết. Để 3 người chơi nha. 3 1 3 1 3 1 3 1. 3 người chơi. Đấy, 3 1. Đấy nha. 3 này. 3 2. Đây là tôi để cái bài xuống nó sẽ báo lại nha. Đấy. Thì đúng được có lẽ là 3 1. Của nó là 3 1 này. Đấy, 3 này. 1 này. Một liêng nha. Đấy. Bạn thấy không? Chuẩn xác 100% luôn. Nó rất là nhạy, các bạn đặt bài đó là nó báo thôi. Đấy. Ngang dọc không quan trọng. 3 2. Đây. Là con máy đánh bài CVK 680S. Đấy. Tiếp theo là con máy đánh bài CVK nguyên trai trên nền mẫu Samsung. Đây cho bạn xem luôn. Đây. Tôi sẽ test cho bạn môn bài liên tiếp nhé. Tôi chuyển sang môn bài cào đây. Đây. Đấy. Đây. Các bạn để đúng cái chiều camera của nó. Đấy. Hai.